NC là viết tắt của chữ no chord, nghĩa là không có đệm trên những nốt nhạc này. Trong bài này ta thấy có dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi đứng sau nốt nào thì có giá trị trường độ bằng một nửa nốt đó. Đây là nốt đen, cho nên chấm dôi này là nốt móc đơn. Chấm dôi cộng với nốt móc đơn này thành một nốt đen là một phách. Như vậy ta sẽ nhịp phách thứ nhất ở nốt son đen này. Phách thứ hai nhịp xuống vào dấu chấm dôi và nốt pha đơn này, giơ chân lên. Rồi ta lại nhịp vào nốt mi đen. Bây giờ thầy sẽ đánh mẫu bài này cho các em. Đô mi rê nhịp, đô mi rê nhịp, đô mi son nhịp pha mi rê mi nhịp, đô mi rê nhịp, đô mi rê nhịp, đô mi son nhịp pha mi rê đô 2 3 4. Bây giờ thầy sẽ đánh chậm bài này cho các em. Đô mi rê nhịp, đô mi rê nhịp, đô mi son nhịp pha mi rê mi nhịp, đô mi rê nhịp, đô mi rê nhịp, đô mi son nhịp pha mi rê đô 2 3 4. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn hoàn chỉnh bài này cho các em.